Rồi, xin chào tất cả các anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Ở video lần trước thì mình đã hướng dẫn cho tất cả các anh em mình cái cách mà chúng ta thấu cái bộ trợ lực số của xe Hino này ha. Thì ở video lần này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em mình lắp và chia sẻ với tất cả các anh em là những cái bí quyết nào để cho các anh em mình có thể sửa chữa cái bộ trợ lực số này một cách nhẹ nhất ha. Sau khi mình sửa chữa xong, mình sẽ test lại cho tất cả các anh em mình xem ha. Quá chuẩn luôn. Thì bí quyết nào để giúp cho cái bộ trợ lực số chúng ta nhẹ nhàng, đó là nhất là các anh em dùng cái siêu phết đúng chủng loại ha. Ví dụ như cái bộ siêu phết này đây, cái này là nó bản thân của nó là dùng cấp ben nha các anh em. Đấy, cấp ben thì để cho nó trượt, vì cấp ben cái diện tích tiếp xúc của cấp ben này này thì nó rất là ít, dẫn đến là nó trượt cái thanh trượt này này các anh em. Cái thanh trượt này nó trượt lên trượt xuống nó rất là nhẹ nhàng. Trước đó là người ta dùng cái cụm siêu này. Đấy, trước đó là người ta dùng những cụm siêu như thế này. Thì khi cái cụm siêu này nó hoạt động á, thì các anh em mình tưởng tượng này, khi mà cái cốt chúng ta chạy ra chạy vô á, thì nó sẽ cái cụm siêu chúng ta lâu ngày nó sẽ bị rít. Nó rít và nó sẽ bị có xu hướng nó lặn lại để làm cho cái trợ lực số chúng ta nó nặng. Đấy, đó là bí quyết đầu tiên. Bí quyết thứ hai đó là những cái bộ để nó ăn khớp như thế này. Ở cái này mình thấy mình đã gia công rất là bóng bẩy rồi ha, không bị bật nữa. Đó là những cái vị trí này nó không bị bật ha. Đó là bí quyết thứ hai. Bí quyết thứ ba đó là cái bích tông xi lanh này. Đấy, bích tông trợ lực này, bích tông này thì nó phải được lón ha, lón là cái thứ nhất. Cái thứ hai không gờ không bật ha. Cái thứ ba nữa là cái bộ siêu bích tông này này, cái siêu bích tông này nó phải kín, vừa kín cái cụm siêu bên trong giữa này, vừa kín cụm siêu bên ngoài này ha. Cho nên mình làm theo cái video này thì chắc chắn rằng là cái bộ trợ lực số chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng thôi ha. Wow. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp lại cho tất cả anh em mình biết. Các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe ủng hộ kênh giúp mình. Và anh em nào cần mình phục hồi cái bộ trợ lực số của dòng xe Hino này, hãy liên hệ với bên mình ha. 0389898100, mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Mình sẽ làm cho tất cả anh em. Các anh em mình chỉ cần gửi bưu điện và mình sẽ tháo ra và mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em mình ha. Trước khi các anh em gửi đồ thì mình cũng thường hay gọi điện mình hỏi thăm cái tình trạng của cái bộ trợ lực số chúng ta nó bị làm sao để mình tư vấn cho tất cả các anh em. Nhiều lúc nó không phải nó bị bộ trợ lực số này mà nó bị kẹt dây số, hoặc là nó bị kẹt cái máy may, hoặc là nó bị kẹt cái ổ cần số, các cơ cấu cần số, dẫn đến là nó nặn số chứ không phải là bị bộ trợ lực số này ha. Thì trước khi các anh em mình gửi là mình có điện thoại mình hỏi thăm tình trạng như thế nào, đúng bệnh thì mình mới nhận sửa chữa, công thông thì thôi mình không nhận ha. Quá chuẩn luôn. Sẽ tiến hành mình ráp lại cho tất cả anh em mình biết ha.
coi như là mình đã làm xong cái bộ trợ lực này. Bây giờ mình sẽ đi test cho tất cả các anh em mình thấy được rõ ràng hơn ha. Ok, bây giờ mình sẽ test cho tất cả các anh em mình xem ha. Đây. Ok chưa? Rồi, hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.